Đây là các cô đang phân loại sai hạt đây. Đều được sẽ phân ra cái loại mà sâu hư teo. Và loại còn vó lụa này là về mình sẽ bóc bằng tay lại một lần nữa. Này đòi hỏi cái người thợ người ta phải nhanh tay lẹ mắt. Hạt điều sữa đây, loại mà đặc biệt nhất, ngon nhất đây. Thank you.